Xin chào cả nhà. Số ngoài Hải Phòng bên em lên sóng cho các bác một em nồi chiên không dầu thương hiệu Philips nhé các bác nhé. Đấy, hàng chuẩn nội địa Nhật luôn, chạy điện 100V. Công suất con này thì hơn 1.400 nhé các bác nhé, 1.420W. Đấy, điện 100V nhé các bác nhé. Dòng này gọi là dòng phím cơ này các bác này, thương hiệu Philips. Cái dòng nồi chiên không dầu hàng nội địa Nhật thì với cái nồi chiên Philips này nó là dòng dung tích lớn nhất nhé các bác nhé. Nó không như những cái dòng nồi chiên của hàng Trung. Hàng Trung thì dung tích nó bao giờ cũng lớn, tức là nó sản xuất nhiều những cái dung tích khác nhau. Nhưng mà cái nồi chiên không dầu của thương hiệu hàng nội địa Nhật này thì cái dòng Philips này là dòng lớn nhất rồi. Với dung tích kịch khung của nó là 4,5 lít các bác ạ. Đây, con này thì nó quá đẹp luôn các bác nhìn nhá, bóng loáng luôn. Đây, em cho các bác xem bên trong này. Em đo thực tế của cái này nhé các bác nhé. Đây là cái 4,5 lít là của cái này. Còn đâu cái này thì không được đâu. Cái này chỉ tầm được 3 lít thôi các bác ạ. Đây cái này. Thì các bác có thể dùng hai cái để lướng. Một là các bác cho cái này vào không. Đấy, và mình móc tay này mà mình móc ra. Hai nữa là ví dụ như là các bác. Như cái này thì nhà em dùng, em hay dùng để em rang nạc này các bác này. Rang nạc hoặc lướng cá các thứ đấy. Thì mình cho cái này vào. Đấy, cái này là dùng cho dung tích ít. Cái này là dùng cho dung tích lớn, ví dụ các bác muốn nướng cả con gà chẳng hạn. Thì với cái dung tích này thì các bác chỉ nướng được con gà tầm 2 cân đổ về nhá, hoặc hơn 2 cân một chút. Đấy, ví dụ các bác muốn nướng nhanh thì các bác chặt đôi ra, đại loại là như thế. Đấy các bác nhìn nha, lớp chống dính vẫn còn rất chi là đẹp luôn. Đây. Đây, cái lồng này còn rất chi là đẹp luôn nhá các bác nhá, inox đẹp sáng bóng này. Đây các bác nhìn bên trong này, bên em nhà em vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đấy, ok chưa? Cái dòng này thì chạy rất chi là êm luôn các bác ạ. Rất chi là êm luôn. Con này date của nó là 2013 nhá các bác nhá. Dòng Philips thì nồi chiên nó date tầm chung chung là 2013 và 2014. Một cái con nồi chiên rất chi là lặng luôn. Nếu mà so với những cái dòng nồi chiên khác thì nó rất là lặng, lặng tầm gấp rưỡi luôn đấy các bác nhá. Cái này thì hoạt động thì cực kỳ nó đơn giản luôn. Nhà bác nào đã sử dụng rồi thì đã sử dụng nồi chiên rồi thì nó như những cái dòng nồi chiên khác thôi. Đây là thời gian nha các bác nhá. Này, nó chạy từ 1 phút cho đến 30 phút. Các bác quay như thế này. Đấy. Bao giờ hết thời gian nó kêu cái tinh một phát là ok. Còn đây là nhiệt độ này các bác này. Nó báo này 80, 120, 160 và 200 độ C. Tùy các bác thích nướng nhanh hay nướng chậm, mà muốn nướng chín từ trong ra ngoài hay như thế nào thì các bác cân đối cái thời gian này nhé các bác nhé. 80, 120, 160 và 200. Đấy. Cái dòng cơ này thì thực ra nói thật là dòng cơ bao giờ dùng nó cũng dùng bền hơn những cái dòng phím điện tử. Đấy, cái dây thì nó dây rút như này các bác này, dây rút như này. Đấy, và các bác muốn cho nó vào cho nó gọn thì các bác ấn vào như này cho em. Ok. Một con nồi chiên nhà em đã vệ sinh sạch đẹp rồi nhé các bác nhé. Các bác nhìn này, bóng nóng, bóng loáng luôn. Ấy không có một chảy xước luôn. Cái dòng màu đen này rất là lộ chảy xước, nhưng tất cả zin 100% nguyên bản nha các bác nhé. Nhưng mà đây các bác nhìn này, em quay rất chi tiết cho các bác, không một vết chảy xước. Đẹp xuất sắc luôn nha các bác nhé. Con này em bán cho các bác giá này 2,1 triệu, em bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động tốt. Đấy, hàng đã vệ sinh sạch đẹp về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Có nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Hàng với em cọc trước lên đơn, cọc cho 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Giá là 2,1 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác nhé. Một con nồi chiên rất là lặng. Đấy. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.